Tết Đinh Dậu 2017 đã tới gần và như thông lệ, hãng Nghe Nhìn Thăng Long lại giới thiệu những bộ phim hài đặc sắc tới khán giả. Năm nay là bộ 3 phim Enter, Bơm và Chôn Nhời 4. Ba bộ phim hài Enter, Bơm và Chôn Nhời 4 là những tình huống bi hài gắn liền với cuộc sống. Nếu như phim Enter đi sâu vào khai thác cách sống của một bộ phận không nhỏ trong xã hội, đó là sống ảo, với hình thức thể hiện mới mẻ bằng nhiều tình huống hài, để rồi cười ra nước mắt, thông qua đó nhằm cảnh cáo cho một bộ phận trong xã hội có tư tưởng sống ảo, nhưng tác động đến xã hội lại là thật và thật 100%. Thì phim Bơm lại là một câu chuyện dí dỏm, gây cười từ đầu đến cuối. Tất cả những tình huống hài trong phim đều hướng đến một thông điệp: dân ta tuy nghèo nhưng không bao giờ bán đất của cha ông tổ tiên. Và tiếp nối thành công của ba phần đầu tiên, chuyện phim hài Chôn Nhời 4 vẫn đi theo phong cách hài dân gian với nhiều tình huống khôi hài mới nảy sinh, làm bật ra tiếng cười vừa sảng khoái, vừa mang đậm tính phê phán, khéo léo lồng ghép phản ánh rất nhiều vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận trong đời sống hôm nay. Ông chỉ còn cách chôn vào cái váy đùm của một đàn bà. Cái khó nhất của người làm phim là phải tự làm mới mình. Thế thì năm nay có rất nhiều cái khác so với mọi năm. Thứ nhất là năm nay có thêm một cái phim nữa ở đề tài hiện đại là phim Enter. Enter dành cho các bạn ở cái lứa tuổi thanh niên và nói đến một cái việc mà cái hiện nay trong giới trẻ có một cái tầng lớp không nhỏ đang bị ảnh hưởng của lối sống ảo. Và nhưng cái sống ảo đấy nó bị ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và con người hiện đại. Mục đích không phải là chê bai hay cũng không phải là nói xấu hay là một cái gì đấy, nhưng mục đích chúng tôi là đưa ra những cái sự kiện đấy để chúng ta có nhiều cách giải quyết khác nhau, để chúng ta tìm ra một cái phương án tốt nhất để cho cái xã hội chúng ta tốt đẹp hơn. Nói chung là tất cả cái kịch bản hiện nay là viết nó cũng có cái sâu thì lại khó, mà có cái khó lại chưa được sâu đấy, ví dụ vậy. Cho nên là kịch bản là cái quan trọng. Hiện nay thì chúng tôi rất là đau đầu về cái chuyện kịch bản đấy. Thế nhưng mà các nghệ sĩ thì cũng chỉ lấy những cái kịch bản đấy chỉ là cái xương, thì về đấy là các nghệ sĩ đắp vào thì nó mới thành thịt, nó thành hình hài. Chùm phim hài Tết năm nay của hãng Nghe Nhìn Thăng Long quy tụ rất nhiều diễn viên hài nổi tiếng của miền Bắc như nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Kim Oanh, Đức Khuê, Minh Hằng, Quang Tèo. Bên cạnh đó còn có một số gương mặt nổi tiếng của miền Nam như Lâm Khánh Chi, Tường Vi, v.v. Phim Enter sẽ được phát hành chính thức vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, phim Bơm phát hành vào ngày 26 tháng 12 năm 2016 và phim Chôn Nhời 4 sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2017.